Khoe gì không già? Hả? Khoe khoe đủ thứ, có đồ chơi mới khoe với con cháu thì nó vui, dư giờ dư xài rồi. Trời ơi, cái kia cũng 12 GB RAM mà cái này là 32 GB RAM, khổ vậy này 1 TB đã chạy như gió. Đó tao đang Xin chào xài mọi đây. người nha. Rồi Tưởng thì tưởng khoe gì ba cái đồ đó, Hiệp nó nhà nó cho con nó chơi game không chứ có gì đâu khoe. Trời rồi trời. ok nói tao già rồi, cho nên sẽ có cái gì mà thấy mà đối với mới, nó đối cái gì mà coi nhìn nó hợp ý tao mà nó mới cái với cái cũ mặc kệ, nó mới với cái cũ là tao khoái rồi, khoái thì điểm khoe thôi có gì đâu. Ok rồi, ok có gì không. Tuy nhiên thì hình như là bố đi tới đâu thì bố cũng check in rồi, các chung là tất cả những cái mà bố đi tới đâu là bố đã bố lên hết rồi. Nói chung là vừa chụp hình là có những cái video clip nhỏ gì đó, tại vì nhưng mà nó vui cho nên vì đó kể cả đi qua mễ luôn Hồi thì nãy sẽ có bố nói chi tiết gì lên cái chiến hạm mít quay gì đó. đúng rồi, thì lên cái chiến hạm quay là Bố cái sao chiến bố không hạm ra bố không ra cái mỏ neo á, ra phần mỏ neo á. thì chi vậy, ở trên bây giờ nó Không, ít ở nhất mỏ neo nó có chữ ký. Nó có chữ ký khắc năm xưa mà kỷ niệm gì đó, người ta ký vô đó đó. cái Ông này là xong già ông do ra nó quay. không, cái này là tao đi theo ông Phượng, tao đâu có biết gì đâu. Ông Phượng ông đã đi đó Trời rồi, tại ơi. không ông Phượng Ta ông ra đó đó là người ta quay ông vô cái có mỏ neo có nó có chữ ký đóng dấu mà năm xưa ai kia người ta ký tên vô đó đó, ta kỷ niệm cái ngày của người ta được nhập quốc tịch Mỹ đó, được ai được vào nước Mỹ đó. ai Còn bữa con có nghe cái tình ở đâu á, ai nói ai khoe gì đó là năm xưa người ta đu vô cái mỏ neo đó để người ta đi xong cái người ta để người ta khắc lại cái chữ ký trên cái mỏ neo người ta làm kỷ niệm. không biết, Ủ nhưng ghê mà ông già này. không biết, nhưng mà đi không nói một cách khác chẳng lẽ là cái chuyến đi kỳ này rất là vui, nói chung là rất là vui, không có cái gì gọi là phiền hà cả. Mà thương nhất là đi tới Thấy mà mà thương thấy ông nhất già là đi hình như chơi là vui là được vừa rồi. rất là vui rồi, và không có cái gì gọi là trắc trở cả. Đi tới đâu là cười réo rắt, ăn đi ăn dữ quá mày, đi ăn phở nè, đi ăn buffet nè, đi ăn nhà hàng nè, đi ăn không, nói chung là vậy. Mà mấy ông vui lắm, toàn là thứ dữ không à nha, có bác sĩ Tuấn nè, có mấy ông mà đại úy thi quân lục chiến cũ nè, chúng ông nào ông đấy già rồi, bây giờ già rồi râu ria không rồi, nhưng mà ông vẫn thích mình. Ông chỉ thích mình một cái điều là anh dám nói sự thật, còn tôi bên này tôi nói không được, bởi vì tôi ở sát bên, tôi nói bên rồi, tôi nói sát vách tôi nói không được. Ông thì ông nói được, ông nói có nói gì đâu, tôi nói thiệt không mà. Thì vì chính vì cho ông nói thiệt như vậy, nhưng mà ở đây nói thiệt nó cũng không cho đủ, nó khỏi vậy. Chào Trần Ly, chờ ở bữa nay sẽ chung vô đây nữa, trời này mày chửi cho đã chưa. Có ghé cô ghé gia đình của sư phụ mày nữa nha, Có Trần Ly này nè. Trần Ly là giáo sư Nguyễn Mạnh Quang, là sư phụ của quả đó, con gái nuôi của ổng á. Trời ơi, con gái lụm đâu ngoài đường á, vô quái. Thì đi nói cho chơi cùng đi cho tung tăng liền chiến về cái mặt hớn hở liền ha, đúng trẻ ra rồi, mấy bà tuổi thấy coi bà kìa. luôn, bà chứ nói chung là Trời ơi, đi 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 rất là mệt nhưng mà vui, nói chung là mệt mà rất là vui, chứ không phải mặt là mà sao sao mặt hồng hào ra luôn, tươi ra tươi tắn ra này, bảo đảm giờ tháng sau họ đi nữa không đi liền nè thì đúng không, không không. đi đâu, mệt lắm, đi coi vậy, đi cực lắm, đi coi vậy chứ đi khó, cực khổ lắm. Từ 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 cái San Francisco, từ chỗ lý là Sài Gòn nhỏ đó mà nó có đó là Bắc Cali, rồi xong xuống Nam Cali, trời ngồi xe đò 9 tiếng muốn chết luôn. Xe đò xe giường nằm bố. Không, xe Mỹ nó không có xe giường nằm đâu, xe ngồi không à. Mà thấy Ủa bà hả? Không không đúng không giờ có xe limo hả? không nói cho ở Việt Nam mình dễ bề sướng, đi xe đò từ Sài Gòn ra Đà Lạt cũng có, đi đâu cũng có xe giường nằm hết trơn, trời sướng. Đúng Tao thích rồi. xe Sài Gòn hơn, giường nằm ở thoải mái, còn ngồi ở đây ngồi chết bài chết chỗ luôn. Thì nói như vậy Ngồi đó, cứng đơ rồi luôn hả? ngồi cứng đơ luôn, ngồi hai cái giò xuống đi không được luôn, mà ngồi 9 tiếng đồng hồ ngồi một chỗ. Thì cũng có chỗ nó có nó dừng lại cây xăng để đổ xăng, rồi mình cũng đi xuống, mình cũng đi toilet này các cái, nhưng mà có điều chừng 15 phút rồi bắt đầu trên trở lại bắt đầu chạy tiếp. Trời ơi, chạy coi như hồi mình ngồi một chỗ mà cái cẳng này nó bị máu, nó không có lưu thông, nó không có dồn cho nên ra nó đau.
nó mỏi Nhưng chứ mà không phải làm luôn nhưng mà trong 8 tiếng đó nó chạy vậy đó, nó có dừng không hay là nó chạy suốt luôn? được, chạy suốt luôn chứ Rồi sao lỡ mà giờ vệ sinh thì sao? không vệ sinh rồi thì ở trên cái xe nó có À phòng xe toilet, có à? xe có Xe có phòng toilet hả? có Thì vậy cũng được. nói Rồi chung đi chơi thì vậy là vui phải không? Thỏa mãn phải vui, không? cái vui đây là mình cực nhưng mình vui được là tôi lại tôi nhắc lại một lần nữa là mình vui là mình đã gặp được những người nào mình cần gặp và mình thăm những người nào mình muốn thăm đủ rồi, tức là đầy đủ rồi. Nó có những cái nhân vật mà bố ao ước nói từ xưa giờ mẹ qua bên đó mà không gặp sao bây giờ qua được gặp được hết. Thứ nhất là anh Phượng nè, vô nhà anh Phượng là ở nè đó, rồi tao xách xe ông Phượng xe xì bo đó tao chạy đó. Nhưng mà con thắc thắc mắc này là bố cầm thắc mắc là bố Rồi cầm là thì trước đó đúng chưa, một rồi suốt một thời gian dài rất nhiều người hăm he là gặp chú cầm, gặp ông ở đây, gặp ông ở kia, là tôi thế này thế nọ, đó mà rõ ràng trong suốt chuyến đi là bố đã cập nhật cái lộ trình của bố lộ trình đầy đi đủ luôn đúng đầy chưa, đủ luôn đúng mà không không? thấy ai không à ai nói hết trơn à rồi. mà sao có ai mà ra mà thế này thế nọ với bố không? Không đồ phải dám đồ mà. Chuyện giỡn mà À tao còn tới ngay chỗ tổng hành dinh của bên xa chụp hình đâu không thấy à, tổng ông Phượng ông ghi vô tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa đâu không thấy à, thằng muốn riêu ba thằng muốn riêu có mẹ Vậy với là cháu qua trời ơi nó đó tương thì bởi vậy tìa qua thiệt qua cái câu chuyện này là thấy toàn là võ mồm không có theo đúng không, thì rõ mọi người ràng công nhận không? rõ ràng Đó, rõ đó, ràng rõ toàn là ràng võ mồm có nghĩa không là chỉ một thiểu số thành phần sống rời rạc nó thả một cái ở mà. đây mình không chống bán mình không nói gì cả nhưng mà mình chấp nhận họ khác chính kiến như mình nhưng mà một cái số rất là nhỏ cơ chứ mình coi vậy chứ không có không 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 có đông biết gì đâu không có tụ họp có mẹ gì đó ví dụ như muốn biểu tình hay gì đó là phải ra phát ra là cái này gửi thơ hoặc là hẹn hò thì bây giờ chỉ còn mười mấy 20 người thôi khổ lắm đâu không phải đông đảo nữa. Và nó rời ra chứ nó không phải đâu với lại nó không có cái gì qua đấy đâu mà mình cũng bình thường nói về vấn đề cảnh quan rồi thì tao thấy ở ở Cali thua xa ở chỗ tao ở là lý do đây nó khắc nghiệt nó chỉ có mùa đông thôi chứ thực chất ở đây cây cỏ xanh tươi vẫn còn lại còn ở bên đó là nó hạn dữ lắm mày và thời tiết rất là khô khô khốc có nghĩa là khô mà tao qua đến bển là mặt mày tao nó nổi nói chung là lột da hết bị nó mất nước nó thiếu nước À cho nên là Cali ở Cali Cali rồi ở San Phan cũng vậy nữa và cái nước uống á cái nước uống ở San Phan ở rất là nhiều phèn có nghĩa là khi mà anh pha trà anh nấu nước sôi anh chế bên trà vô tự nhiên cái bình trà nó đen thui lùi ù mà nó kỳ nó phèn dữ quá tức là nước uống nó không có sạch còn ở ở đây nước uống đây nấu lên thoải mái không nó không có gì cả nước uống thì nó cũng khắc nghiệt lắm coi vậy chứ nó cũng khắc nghiệt lắm tại bắt cầm chưa đủ phân lượng để người ta chống đối mà tao đâu có gì hả? đâu mà phân lượng đúng rồi thì cũng có thể là vậy tao không có nổi tiếng tao chỉ nói lên cái chính kiến của mình đã tao nói từ lâu rồi tao đây tao không có ghét ai tao không bỏ ai tao không phe phái tao không hội đoàn tao không chống bất cứ một cái gì cả nhưng mà tôi yêu cầu các anh kia lên nói anh phải nói sự thật sự thật và sự thật đủ rồi chỉ bao nhiêu thôi mà khổ Chính cái các là ông không bao giờ lên nói sự thật cả không bao con giờ nói sự thật cả. con cũng đồng ý với bạn Hoàng Nguyễn là đối với họ là chú Cầm không đủ phân lượng, mà Thì đúng ý là mình rồi nói là đậu cái không đủ thì ok thì thôi đi. nó Vậy không tại quan sao trọng có những thành phần mà cứ lâu lâu là dạy comment rồi lên, thậm chí lên like còn hăm he thế này thế nọ, hoặc là mỗi lần mà chú Cầm lên like là ở dưới nhảy vào comment gì rồi chửi tôi gặp rủa ông, luôn hay là thậm chí nhiều ông còn dùng cái từ ngữ gì tao mà gặp mày thế này thế nọ, mà trong khi đó đáng tuổi tụi cháu ổng tụi con ổng đó, những đúng thành rồi phần đó thì mình giải thích sao, đúng không? Đúng không Hoàng Nguyễn? Thì họ hỏi sao mà mọi người người ta không có không không định kiến với thành phần bên đó, đúng không? Rất là mất đúng dạy. rồi chẳng hạn Mà như là anh sao nữa con nói đi có điểm này con không đồng ý với bố Cầm. Trời, tài xế gì đâu 70 năm tuổi tuổi gì bằng lái lên ngồi ve xe của chú Peter Phượng chứ đâu mà phải là ngoái cái đầu qua đây ngoái cái đầu qua kia, tài xế vậy là thua rồi. Thấy không, tài xế người ta ngoái ve tài à, xế người ta bình ve chuyên tĩnh nghiệp đó là người ta không có quay đầu lại, bình đã tĩnh người hỏi ta mày phải là mày coi ta hai ve là nha người ta ngó kiến không,
Không phải tài xế gì đâu mà lên ngồi xe hai cửa gì sợ mà ngồi ôm cứng cái vô lăng làm như sợ mất cái vô lăng, ôm cứng ngắc gồng người Từ lên xưa giờ cái không có đầu thì chạy quấy qua xe, quấy lại, trời từ ơi xưa giờ không có chạy xe mui mất sợ, mặt. nó thẳng như vậy đó, thành ra cũng hơi nhát nhát. Là mất mặt thiệt cái trời, trời tưởng Không cái sao về thua tụi lên. bay cũng đâu có sao đâu, rồi buồn cười già rồi mà trời ơi. Rồi má tao 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 với ổng mà nội đi kiếm thang dài đi kiếm chìa khóa không cũng chết rồi má chết mẹ rồi gần đi tới nơi ê chìa khóa tôi đâu ủa anh để đâu đồ hai đứa đồ ông bỏ ra ra ông đi kiếm nói chung là tới cái tuổi rồi tự nhiên con người ta hay quên rồi để nói chung là nhưng mà được cái ông rất là nay ông trời tôi, ông thì dễ thương lắm mày dễ thương ông qua ông lo tao về Chú tối Peter là lâu quá chú Peter là quá dễ thương rồi, quá dễ thương à quá rồi cưng người tao con nữa. quá cưng luôn rồi nói chung là vợ chồng của anh Quang cũng quá cưng luôn tờ tao ta ghé nhà tao thăm mà mấy bà ông cứ ngắt luôn trời tôi không ngờ anh qua từ Minnesota qua đây thăm tôi nói chung là tao đã nhắc lại là khi cái chuyến đi này là cái chuyến đi đầy đủ ý nghĩa và tao muốn nói là tao thích nhất là chỗ là những người nào tao cần gặp là tao đã gặp và tao muốn thăm là tao đã thăm hầu như là đủ rồi vậy là đủ rồi có những thành phần đủ rồi rồi trong có một cái bàn tiệc thì có những người mà ta hỏi thăm ta không biết mặt không biết tên nhưng mà người ta mà cũng những người có tiếng ở ở Cali ví dụ như bác sĩ Tuấn là anh nhân đầu trọc rồi cái là những người sống lâu năm ở ở Cali họ nghe tin ta qua thì anh Trọng Phạm rồi anh Trương Phương nói ủa có ông cầm qua hả nhào vô làm cho một bàn dài trong nhà hàng đó mày không thấy là tao chụp hình tôi đưa mình rồi đó mà những người đó tao không biết tao thảo nói rằng tôi chỉ biết những người mà tao quen hay lên mạng thôi người ta cũng mến mình người ta cũng thương mình nó vậy là quá đủ rồi có nghĩa là mình ta nhắc lại một lần ta những người nào ta muốn gặp là ta đã gặp rồi và tới người nào ta muốn thăm là ta đã thăm ta thỏa mãn ta thỏa mãn rồi và ta coi đó cái chuyến đi là chuyến đi hoàn chỉnh và ta không 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 cầu mong gì hơn nữa đó ví dụ giống như gặp chị Lâm Phú Châu bà lo bà lật đật bà cứ réo riết à chừng nào ông xuống tôi nấu cho ông ăn nè được cười vui cười lắm dễ thương lắm nói chung là hầu như là không có cái gì để phàn nàn cả kỳ này đi là kỳ một 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 một, một cái trận là ra đi mà coi như ta coi về trong cuộc đời ta là lịch sử đó đúng vậy đó và ta đi Nhưng từ mà Việt khai Nam tôi tới thiệt Bắc Cali nó thẳng về khai thiệt đi, khai thiệt đi, cái chuyến gì đi hết nhiêu tiền, chuyến này đi hết nhiêu không đâu có nhiêu tiền trời khổ quá đâu có nhiêu tiền đâu mà quá con cái rồi lo tao tới rồi số tao là số thiên phụ cho nên là cái gì à, số hưởng tao hả, số số hưởng đúng hưởng không, cho gọi nên là là con số cái hưởng gì rồi đúng đó không. rồi. Mà thấy anh Phượng biết mà hay tao đứt bước chân từ chỗ này qua chỗ khác là con cái nó gọi réo ra nhớ ra khẩu trang vô ba ơi này kia chỗ này con mới nghe agro gì đó nó vô rồi nó dặn dò dữ lắm khổ lắm Có cái tin này trời nó có cái tin này sao nó bố bố kiểm chứng giùm cái nè, ừ tin liên quan tới vaccine ừ của Pfizer sao ha. À, đây nè. Bài thì hơi dài nhưng mà đại khái là người ta nói cái này của tạp chí Magazine, bí mật đen tối đằng sau gã khổng lồ dược Pfizer, người hùng cứu thế giới hay cú lừa marketing thế kỷ. thì mình nhắc tới vụ lừa bỏ qua cái vụ chút xíu tao nhắc lại cái vụ mà mấy bữa nay tao bố thì cũng không có quan tâm về cái chuyện mà đám mà ba đứa nhỏ mà nó thưa kiện cái chuyện mà thằng Khoa Bết Khoa Bét gì đó thì tao mới nói về nghe là cái gì vậy cái nói này ở đây là cả một tao theo tao suy luận của tao cá nhân tao đó nha ở đây là một cú lừa của cộng đồng mạng có nghĩa là gì vậy? Tôi nói cho mày nghe chẳng có đéo tiền nào thằng mày biết tiền Mỹ mà kiếm đâu có đơn giản như mày nghĩ nó không có đơn giản như mày nghĩ vậy toàn là dân nổ không mà ở đây nó hợp đồng với nhau theo tao nghĩ cá nhân tao thì hai tụi nó được hợp đồng gây một cái sự scandal thu hút người xem mày biết gì rồi là 10 triệu lượt người theo dõi của thằng Robert rồi mà biết nó kiếm biết bao nhiêu tiền không tụi nó tạo ra scandal tụi nó tạo ra mày hiểu tao nói không nó lấy cái sự lộn xộn đó để mà nó câu view câu like để nó lấy tiền của YouTube tức tao nói thẳng mày kể cả cái thằng Khoa Bích và cái thằng Vương Phạm Chói thì tụi nó không có tiền đâu rửa nghe lời tụi nó đây là dân họ nổ không à toàn dân họ nổ không à và nó đưa vào trong những người không hiểu biết tao nghĩ đó là cá nhân tao nhắc lại lần nữa nha đó là cá nhân tao suy luận nó tạo ra một cái xì cái món tiền nó lấy nó muốn lấy á là nó lấy của YouTube nói vậy tụi mày hiểu chưa ở đây làm tiền rất là khó trong tao nói rất là khó đa số dân Mỹ này tao mới nói kể cả tao luôn tất nhiên là ở đây mình chỉ nói là dưới
những người đi làm bình thường đó, tao không nói bác sĩ kỹ sư nha, tao không nói bác sĩ kỹ sư nha, mà tao chỉ nói những người bình thường trong lao động á, là dưới cái xã hội á, là nó dưới đi dưới đáy gần tới đáy, có nghĩa là họ kiếm 1.000 đô nó không đơn giản, nó không có dễ, nó thẳng là vậy. Và tụi nó tạo ra một cái hiệu ứng xì căng đan từ hồi xưa tới giờ. Cái thằng Khoa Bích là cái thằng đó, mẹ tôi nói không, đi xe bẹt sắm nhà lộ, nói chung là toàn là tào lao biết lao không à. Mày nghĩ mua cái nhà giống như mua con gà, mày nghĩ vậy à? Qua đây gặp cái thằng kia cũng đổ đủ má, cho toàn rượu má, chủ tiệm hột xoàn kim cương thế giới đủ má, cho toàn là đủ quá như đổ hai thằng đổ gặp nhau đủ má, tạo ra một hiệu ứng rồi xong đủ lấy tiền YouTube. Thế mày có nhiều, nó có tiền nhiều thôi, hiểu không? Nhưng mà họ nhưng người nhưng ta, người ta thì nhưng không mà hiểu được cái đó. nhưng mà cái tiệm hột xoàn đó là có bên Mỹ không bố? Đủ mà làm sao có được gì, nó nói ông nội ai tin đó, trời ơi khổ quá trời. Ai có lấy cái gì, nó có đưa cái license của cái tiệm một phần đó cho nó không, đưa ra cho tao coi không, còn là nổ miệng không à, chuyện tào lao đủ má, tao không có tin nó đâu. Bởi vì tao đâu có Không. nói mày rồi, ở đây cái chuyện nó không bao giờ có, nó đóng kịch, nhưng mà nó quá dở, có nghĩa là vậy, đóng kịch thôi. Mình dồn qua là mình biết rồi, tôi chấp nhận. Ở trong nước đó ngày xưa cái thằng Khoa Bích nó làm, nó đi này đi kia, nó làm view, nó câu vai câu ly câu vai, cái chuyện tao không có nói. Nhưng mà khi qua bên Mỹ này, mẹ nói bằng 1 triệu đô mua máy bay là nó dụ tao, thấy ghét, tao thấy ghét đủ mắc, có nghĩa là đủ mà mày nổ, mà mày nổ không có căn cứ. Tao đâu phải ở Việt Nam đâu, hiểu không? Đồng tiền ở đây kiếm một ngày 1.000 2.000 đô nha, như cái tiệm phở của tao, tiệm nhà hàng của tao là ngày nào mà bán vừa lỗ vốn gì là bán khoảng chừng 5 6 ngàn là mày biết ngay, lộ ra chua lắm rồi, chua lắm rồi. Có nghĩa là ba bốn cái nhà hàng mà mỗi cái nhà hàng khoảng 5 6 ngàn đô là trong đó là có vốn có lời luôn nha, có nghĩa là có đưa thức ăn ra, tính tiền đi chợ rồi trả tiền mặt bằng rồi xong rồi trả mướn thợ nấu là phải trả tiền cho người ta, còn lại bao nhiêu mà kiếm được bao nhiêu qua đà đủ, nước mắt nó muốn rớt rồi đủ. Mấy con nó còn nó ngồi nó phét rồi tao hỏi mày nghĩ coi, nó đi trốn mấy cái thằng mà coi gì sát thủ mà nó live stream nó đủ mới nở, mày nghĩ mấy kiểu nó xạo không, đi qua Alaska đủ toàn là dân xạo không mà vậy mà đủ. Đó là suy nghĩ của thì tao thôi. thì Đúng theo rồi, đúng theo con rồi. thế này nè, theo con thế này nè, một yếu tố đơn giản thôi, một yếu tố đơn giản theo con thấy kỳ á, tức là nó cho rằng là cái tay kia hâm dọa giết nó đúng không, hâm Vậy dọa mà đi. là giết xử thế này, nhưng mà Rồi cái khoan, tội chút đó là xíu bên Mỹ là nghiêm trọng lắm, bố tao công ngắt nhận lời, không tao ngắt lời mày cho đúng một xíu không? này. Kể cả tao nói chuyện nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ gặp mày ở trong nước, mày là một thằng mượn nợ, mà cái thằng giang hồ mày mượn nợ, mượn mượn ta mượn tiền đen, cái gì điện đen, sâu đen, sâu đen, mày thiếu nợ đi, mà giờ nó nói là tao sẽ truy sát mày, mày lo mày sợ không, mày trốn chết mẹ chứ mày đủ mà lên lên live stream. Tao nói chuyện nhỏ thôi nha, nó món tiền vài trăm triệu thôi, chụp phải chừng 200 triệu thôi là đủ rồi, mà cặt giấy teo chết mẹ rồi đi trốn thấy mẹ rồi còn ló mặt ra Không. còn đi live stream. Tao nói là cái Không, lòng ý tin ý. nổi, ý tao muốn nói là cái tâm lý á, tâm À. lý của người mà đã bị truy sát á, nó không phải như thằng này. Thì tâm lý đã nói không nói rồi, ý con nói cái tội mà bên Mỹ á, nếu mà nói về cái tội đe dọa là nghiêm trọng lắm đúng chưa, Đúng nội yếu rồi, tố nó cho mà lên trình báo bên police là người ta sẽ đứng như người ta vô cuộc ta xử lý liền đúng không, đúng không, dân bà nó về ra chứ đúng đâu cần. rồi, đúng rồi, cái đó là hâm dọa, giống như trên Facebook á, cái còm, tại vì nó không, thằng Mỹ thằng Việt Nam mình viết chữ Việt Nam với thằng Mỹ, thằng Mỹ nó không có quá được, thành ra phải có cái chứng từ. Ý tôi nói À. trên Facebook mày gõ gì mà chữ tao sẽ giết mày, hay tao như này đây đó đây, mày copy cái đó ra mày trình với lại công an thì cái đó đi, cái đó là thằng kia là chết chắc. Nhưng mà nó nói miệng, nó nói miệng rồi độ bên đâu có, lúc đó nó có chứng cứ, hiểu không? Cái gì ở Mỹ nó Rồi. làm cũng có chứng cứ, phải có chứng cứ mới thưa được. Còn nói miệng không à, mấy người này điếm đàn, nó nói chứ bây giờ hỏi tụi nó hăm dọa lẫn nhau, nó đưa cái giấy tờ nào ra thằng kia hăm dọa không, bố cha kia không, tao nghĩ là kia không bao giờ có cái chuyện đó. Và nó biết ở Mỹ có cái luật, thằng răng bây giờ chỉ nó có nói miệng, cái thằng kia nói miệng, cái thằng này cũng nói miệng, nó hăm dọa tôi, nó giết tôi, nó mày thấy không, gió thổi mây ra làm sao biết được chuyện gì. Rồi thằng kia nó cũng nói khơi khơi vậy, thành ra không có cái chứng tích, tức là không có cái văn bản, mà nó không có cái gì bút chích gì trên trời, thằng thừa cũng vô lý, thừa cũng vô ích, tụi nó tạo hiệu ứng mà, nó thẳng là vậy. Thì tao nghĩ là vậy, đó là cá nhân tao thôi, còn chuyện buồn kệ cha nó muốn làm thì làm, thì tao thấy tao buồn cười quá. Có nghĩa là ở đây nè, tao nói cho mày nghe là ở nước Mỹ kiếm tiền rất khó,
Đúng Tết rồi. mày nghe chắc không phải đơn giản kiểu nói chuyện chứ. Tao nghe thấy nó nói là mua cái nhà hàng về đập bỏ phá ra rồi mới là tao nghe tao mới ghét. Bởi Với vậy lại đây cái này là sao? bố nội cái tên á, cái định danh á, gọi là nội nội cái định danh không á, là thấy mắc cười rồi, mà không biết người sao người ta vẫn lao đầu người ta mua. Họ định danh là gì? Tiền ảo, mà đã ảo rồi tự nhiên bỏ tiền thiệt đi mua tiền Tao nói cho mày nghe, cái đầu của mấy ảo. thằng này đã nghĩ ra cái mưu lược là kích động không gian mạng để mà nó lấy tiền view. Mày hiểu không? Thì cái đầu này nó không bao giờ bị lừa cái tiền coi. Khi nói cái vụ đó mà bỏ vô là mày thấy nó xạo rồi. Như tao vậy, tao không biết mà tao còn không thèm để ý cái tiền nữa. Bởi vì mày hiểu rằng dướng vô cái đó là cái là đường chết, có nghĩa là mày mất tay mất trắng, ai cũng hiểu điều đó cả. Chứ không có riêng mà cái đám này là cái đám đầu của nó đủ có sạn rồi. Biết không? Nó kiếm Đúng tiền rồi. bằng cách là gây hiệu ứng mà nó đâu có ngu. Mà thấy đổ thừa tại vì cái đồng coin đó cho nên nó bị bể còn lâu, mà nghe nó chuyện rồi nó biết tin tôi.